Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 2 tháng 9, kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này cách đây 77 năm, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1969 cũng là ngày Bác ra đi, nhưng những giá trị trường tồn của Người để lại luôn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện và đã đạt được những thắng lợi to lớn trên nhiều lĩnh vực. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn ngược dòng lịch sử để cảm nhận về ngày Tết độc lập đầu tiên năm 1945 cũng như năm 1969 qua ký ức của một số cựu chiến binh. Bên cạnh đó là những thông tin đáng chú ý. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày Quốc khánh năm nay, thành phố Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân. Thu ngân sách của tỉnh Hưng Yên 8 tháng năm 2022 đạt kỷ lục 44.000 tỷ đồng. Các địa phương ở huyện Khoái Châu đẩy mạnh nâng cao tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Xử lý chất thải chăn nuôi nhằm đạt mục tiêu kép, tránh ô nhiễm môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn. Thưa quý vị và các bạn, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần vang lên câu hỏi: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" và đọc bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc nước Việt Nam trên quảng trường Ba Đình vào mùa thu lịch sử năm 1945 đã trở thành dấu son lịch sử chói lọi của cả dân tộc. Và từ ấy, Tết độc lập mỗi năm sau đó lại đến trong khí thế sục sôi là quyết tâm đánh giặc giữ nước và là trầm lắng trước sự đau thương mất mát khi Bác Hồ ra đi. Tất cả những ký ức về ngày Tết độc lập trong đời mỗi người lính năm xưa đều được nhắc nhớ về với sự trân trọng và bồi hồi xúc động dâng trào. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Không khí thì vui vẻ, náo nhiệt, dân phố là đổ hết ra đường. Lúc bây giờ ai cũng hô lên rằng là độc lập rồi, tự do rồi. Cái vui của cái người lúc bây giờ là bởi vì đã trải qua hai cái sự kiện. Một là đói, hai là cái thái độ nghênh ngang của thằng Nhật khi nó đỡ chính Pháp. Mới thấy được rằng cái vĩ đại cách mạng tháng 8 và mùng 2 tháng 9. Gần 100 tuổi, sức khỏe trí nhớ giảm sút, thế nhưng không khí của ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại thị xã Hưng Yên lúc bấy giờ vẫn được người lính già nhớ rõ. Sau khi chứng kiến giây phút lịch sử ấy, chàng thanh niên 19 tuổi Nguyễn Đức Dũng đã nêu cao quyết tâm tình nguyện lên đường nhập ngũ, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Dành quá nửa đời người cho chiến trận, cho nền độc lập dân tộc, ông luôn thấm nhuần và trân trọng gìn giữ những giá trị đạo đức cách mạng của Đảng, của Bác Hồ. Sau này, nhiều lần được nghe Bác Hồ nói chuyện, mà tôi thấm thiết nhất cái câu Bác nói là không có gì quý hơn độc lập tự do. Cái điều đó nó thôi thúc, cho nên là bản thân chúng tôi ăn đói, mặc rét, thế nhưng mà không bao giờ có cái suy nghĩ khác vì cái nền độc lập tự do của mình. Trở về quê hương với cơ thể không còn lành lặn, người cựu chiến binh này không bao giờ quên được những năm tháng chiến đấu hết mình và tinh thần biến đau thương thành hành động, biến mất mát thành chí căm thù vào thời điểm nghe tin vị cha già của dân tộc qua đời. Nốt trầm lắng của cả dân tộc vào dịp Tết độc lập năm 1969. Khi lúc chiến tranh thì nghe đây tin Bác Hồ mất đã xúc động rồi, nhưng mà mình vẫn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, cho nên là quân ta có ai thoái thác đâu, mà quân ta lại càng đánh hăng, đi đến đâu thì lại vận động nhân dân đến đây để làm cái lễ tưởng niệm Bác, giơ tay quyết tâm chiến đấu để bảo vệ đất nước và hy sinh hết mình.
Tết độc lập cách đây 77 năm cho đến Tết độc lập của hòa bình, hạnh phúc và ấm no hôm nay, những công lao to lớn của Bác Hồ và các thế hệ đi trước vẫn luôn được khắc ghi với lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, để rồi lớp lớp thế hệ hôm nay vượt qua những khó khăn, thách thức, chung tay xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu từng mong đợi. Thưa quý vị, sau 2 năm phải tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, thì dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay chính là cơ hội để người dân tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Cùng với mở cửa các khu tham quan, thì hoạt động đua thuyền, văn hóa, văn nghệ đã thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Ngay từ sáng sớm, các điểm vui chơi ở thành phố Hưng Yên có đông đảo người dân tới tham quan. Điểm nhấn là giải đua thuyền truyền thống được tổ chức vào 7 giờ 30 phút sáng tại Hồ Bán Nguyệt với sự tham gia của 11 đội cùng trên 100 vận động viên. Hoạt động đua thuyền không chỉ đơn thuần là giải đua thể thao mà còn là hoạt động văn hóa truyền thống, tạo không khí sôi nổi, tăng cường mối đoàn kết trong nhân dân và cổ vũ phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Giải thu hút hàng nghìn người dân tới xem và cổ vũ. Cũng lâu lắm rồi là bọn em cũng chưa có những cái hoạt động được đi chơi như này ở ngoài trời. Thế nên là em thấy rất vui tại vì thấy những hoạt động này rất bổ ích. 2 tháng 9 có lễ hội bơi trải và có rất nhiều lễ hội khác ở quảng trường cũng như là ở bờ hồ. Sau 2 năm nghỉ dịch thì em được quay trở lại đây và em cảm thấy không khí ở đây rất là vui nhộn và khiến cho em cảm thấy yêu quê hương mình hơn rất nhiều. Một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong chuỗi hoạt động chào mừng lễ Quốc khánh năm nay là chương trình ca múa nhạc diễn ra vào 8 giờ tối nay tại khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh. Từ nhiều ngày trước đó, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện như tập luyện, dựng rạp với quy mô rộng lớn để đón nhân dân tới cổ vũ và thưởng thức. Bắt đầu từ đầu tháng 8 chúng tôi đã triển khai hết các hoạt động và sau đó thì nó diễn ra qua ngày mùng 2 tháng 9 và công tác tuyên truyền đã kết thúc vào ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 9. Một cái hoạt động thu hút được đông đảo bà con nhân dân trong tỉnh Hưng Yên cũng như là các cái tỉnh như là Hà Nam, Thái Bình về tham dự. Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao không thể thiếu các điểm vui chơi. Điển hình như tại Bảo tàng tỉnh, ngoài được thưởng thức chương trình văn nghệ, khách tham quan còn được trải nghiệm qua các gian trưng bày sách, ký ức thời chiến hay khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở nhiều độ tuổi tới vui chơi. Gia đình chúng tôi cùng đến với Bảo tàng Hưng Yên để thăm lại ký ức lịch sử của cách mạng tháng 8 mùng 2 tháng 9. Hy vọng là các con thế hệ trẻ mai sau cũng sẽ tiếp nối các truyền thống của cha ông để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn. Con được bố mẹ đưa đến đây là con cảm thấy rất là vui. Con muốn con được nhiều cơ hội để đến đây chơi hơn nữa. Em cho các cháu nhỏ vào đây xem thì chúng rất là thích những cái hoạt động dịp kỷ lễ 29 này. Tết độc lập năm nay ở thành phố Hưng Yên còn được tô điểm thêm bởi không khí sống động, rực rỡ của Tết Trung Thu đang cận kề. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn May Hoàn Hiền. Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Nguyễn Trãi công bố và trao quyết định thành lập chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn May Hoàn Hiền với 5 đảng viên, chỉ định bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ thứ 12 trực thuộc Đảng bộ xã Nguyễn Trãi. Việc thành lập chi bộ nhằm thực hiện nghị quyết số 15 của tỉnh ủy Hưng Yên về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên cho các đơn vị kinh tế tư nhân. Mới được thành lập năm 2021 với 30 công nhân. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn May Hoàn Hiền có trên 100 công nhân. Chi bộ được thành lập đã đáp ứng được nguyện vọng của các đảng viên đang làm việc trong công ty, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng người lao động có lý tưởng cách mạng phấn đấu trở thành đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh hoạt động bình thường trở lại do kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, giúp thu ngân sách nhà nước của tỉnh Hưng Yên đạt kỷ lục và tăng trên 250% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm đạt trên 44.000 tỷ đồng, vượt gần 127% kế hoạch năm. Riêng tháng 8 đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng gần 740% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa trên 41.000 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu trên 3.000 tỷ đồng. Số thu đạt cao là do thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng. Cá biệt có các khoản thu về nhà đất tăng cao trên 2.200% do nguồn thu thuế từ dự án thuộc tập đoàn Vingroup.
Để việc tiêu thụ thuận lợi, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm thủy sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường, những năm gần đây nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã chuyển trọng tâm sang nuôi thả cá lồng Việt Gáp trên sông. Sau khi nuôi thả 40 lồng cá từ năm 2020, nhận thấy cá lồng trên sông, nhất là cá được nuôi thả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nhanh lớn, mỗi năm cho sản lượng 250 tấn, được thị trường ưa chuộng, dễ tiêu thụ, giá bán cao hơn nuôi thả thông thường từ 10 đến 20%, nên từ cuối năm 2021, Hợp tác xã Quyết Thắng, xã Tân Hưng đã đầu tư thêm 20 lồng để nuôi thả Việt Gáp các loại cá chấm, chép, lăng, tiêu hồng. Hiện thành phố có gần 300 lồng cá trên sông thì có tới trên 200 lồng được nuôi thả Việt Gáp, tập trung nhiều ở các xã phường Lam Sơn, Minh Khai, Tân Hưng, Phú Cường. Do nuôi trong môi trường nước sông chảy liên tục, dùng thức ăn theo khuyến cáo kết hợp phụ phẩm nông nghiệp nên cá khỏe mạnh, lớn nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trừ chi phí, mỗi lồng một năm cho thu lãi từ 50 đến 60 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động đã đầu tư trên 25 tỷ đồng để xây dựng và nâng cấp các công trình công cộng của địa phương, hướng đến mục tiêu về đích xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Trong đó đã có 4 tuyến đường giao thông nội đồng và 1 tuyến đường liên thôn được mở rộng, nâng cấp và đưa vào sử dụng với tổng chiều dài gần 5 km. Các tuyến đường đều đảm bảo kết cấu vững chắc, rộng ngang từ 5-7 m, dài từ 20-30 cm. Đối với các tuyến nội đồng đảm bảo khoảng cách với mặt ruộng và kè bờ kiên cố, đoạn tuyến dọc kênh mương phục vụ tưới tiêu. Ngoài ra, công trình hội trường nhà văn hóa của xã cũng đang được tập trung xây dựng phần thô, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022 với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Việc chú trọng xây dựng kiến thiết các công trình không những giúp hoàn thiện tiêu chí hạ tầng đối với xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thuận lợi cho người dân trong đi lại sinh hoạt văn hóa thể thao, góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế địa phương. Xác định phát triển hạ tầng giao thông là yếu tố nền tảng quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, các xã trên địa bàn huyện Khoái Châu đã nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông, coi đây là tiêu chí tiêu biểu, nổi trội trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Những ai đã mấy năm mới quay trở lại xã Nhuế Dương đều ngỡ ngàng với hệ thống giao thông hiện đại và đồng bộ của vùng quê này. Con đường dẫn từ đê tả sông Hồng về xã, trước đây nhỏ hẹp và xuống cấp, giờ đã được trải thảm nhựa với chiều rộng hơn 7 mét. Toàn bộ hệ thống các tuyến đường trong thôn và một số tuyến đường nội đồng chính đều đã được bê tông hóa với chiều rộng từ 3,5 đến 5 mét. Từ sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 đến nay, từ nguồn kinh phí của tỉnh, huyện, ngân sách xã và đóng góp của nhân dân, xã Nhuế Dương đã đầu tư nâng cấp mở rộng, làm mới hơn 10 km các trục đường với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Toàn bộ ở khu vực Nhuế Dương này là các tuyến đường đẹp lắm, không còn đường nào là đường đất nữa rồi. Người dân thì nhất là phấn khởi, được đi lại thuận tiện, buôn bán càng ngày càng mở rộng, làm ăn phát đạt. Ủy ban nhân xã cũng đã tuyên truyền rất là tốt đối với lại bà con nhân dân để thực hiện các cái bước cùng với tập thể, có thể là các cái tuyến đường vướng vào đâu thì là tuyên truyền bà con ủng hộ hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Đấy, cũng như là xây dựng từng bước đồng bộ cái hạ tầng của Nhuế Dương. Mặc dù đã được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhưng thời điểm này, xã Tân Dân vẫn đang tích cực triển khai mở rộng và nâng cấp, trải nhựa một số tuyến đường ngõ xóm. Các dự án làm đường nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong việc hiến đất để nhanh tiến độ thi công. Hiện nay, xã Tân Dân có 9 km đường trục xã, có chiều rộng 8 m được trải thảm nhựa, 18 km đường trục thôn, 55 km đường ngõ xóm được đổ bê tông thuận tiện cho việc đi lại. Kinh tế đi lên thì phải nhờ là coi như là giao thông tốt. Thế mà được như thế này là coi như là đây là chúng tôi đang tiến hành là coi cái bước của nông thôn mới của mới, chúng tôi cảm thấy sung sướng. Và được như thế thì chúng tôi là rất hạnh phúc. Từ nay cho đến cuối năm thì Tân Dân sẽ làm khoảng gần chục km là rêu đổ áp phan hết tất cả trục đường thôn và sẽ áp phan toàn bộ khoảng 10 km đường trục xã. Từ đầu năm đến nay, huyện Khoái Châu đã trích kinh phí trên 38 tỷ đồng đầu tư nâng cấp hoàn thiện 11 công trình giao thông trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các xã và nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực nâng cấp các tuyến đường thôn, ngõ xóm, đường giao thông nội đồng, lắp đặt biển chỉ dẫn giao thông, gờ giảm tốc tại các điểm giao cắt với kinh phí 19 tỷ đồng. Đến nay, 100% các xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Từ nguồn chất thải trong chăn nuôi cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, nhiều trang trại trên địa bàn tỉnh đã đầu tư các biện pháp xử lý để trở thành nguồn phân hữu cơ tái sử dụng cho cây trồng, đem lại hiệu quả cao. Trang trại chăn nuôi bò của gia đình ông Nguyễn Công Hè ở thôn An Lạc, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ nuôi gần 80 con bò. Hàng ngày với số lượng bò lớn như vậy thì lượng chất thải rất lớn. Để giảm thiểu thất thoát và ô nhiễm môi trường, trang trại đã áp dụng biện pháp ủ phân với chế phẩm sinh học để trồng, chăm bón cho 3 mẫu cỏ làm thức ăn cho bò. Các loại chất thải được ủ hoai mục tạo ra phân bón hữu cơ hoàn toàn tự nhiên với thành phần đạm, lân và kali tương đương, giúp cây trồng phát triển nhanh hơn phân vô cơ và tiết kiệm chi phí. Việc phát triển chăn nuôi theo hướng tuần hoàn giúp chất thải được xử lý và làm nguyên liệu cho trồng trọt, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, an toàn dịch bệnh. Vì vậy, năm 2021, trang trại của ông Hè đã cho thu lãi trên 400 triệu đồng. Phân này bón cho cỏ thì tốt hơn, là thậm chí mà nó bền hơn là mình té đạm. Nó sẽ năng suất cỏ rất tốt. Bây giờ đạm giờ rất đắt, mình có thể mình tiết kiệm được mỗi một tháng khoảng vài 3-4 triệu tiền đạm. Bên cạnh đó, bằng các dự án khác nhau của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 60 hộ chăn nuôi lợn, bò được hỗ trợ xử lý chất thải, trong đó có 30 máy tách ép phân. Lượng chất thải trong chăn nuôi được tách ép trở thành nguồn phân hữu cơ cho cây trồng, hạn chế sử dụng phân vô cơ, không có lợi cho đất, tạo ra sản phẩm an toàn. Ngoài lợi ích kinh tế, khi sử dụng máy ép phân còn giải quyết được vấn đề môi trường trong chăn nuôi. Về cái phân thì nó để phục vụ trồng trọt, thừa đâu thì phục vụ cho bà con gần đây, chứ tình cảm thế này để cho bà con. Từ khi làm cái này rồi thì thấy dịch bệnh ở nhà tôi thì thấy an toàn. Chúng tôi đã thực hiện cái việc là hỗ trợ con giống, hỗ trợ thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, hỗ trợ các máy ép phân để cho các hộ thực hiện với quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đáp ứng các cái điều kiện về luật chăn nuôi để phát triển theo một cái mô hình tuần hoàn trong nông nghiệp. Phát triển chăn nuôi theo hướng tuần hoàn trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được hiệu quả cao trên các lĩnh vực như kinh tế, môi trường, xã hội. Quá trình chăn nuôi theo chu trình khép kín tuần hoàn giúp chất thải được xử lý và dùng làm nguyên liệu cho trồng trọt, nuôi thủy sản, tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng cao, giảm tối đa sự lãng phí thất thoát trong sản xuất và lượng chất thải ra môi trường và hoàn trả lại hữu cơ cho đất, thúc đẩy sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hưng Yên vừa phối hợp tổ chức khánh thành và bàn giao công trình nhà đồng đội cho quân nhân tại ngũ Bùi Văn Đào ở thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường. Quân nhân Bùi Văn Đào nhập ngũ tháng 2 năm 2022 có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bố mới mất, mẹ ốm đau. Do đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình xây dựng công trình nhà đồng đội. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích hơn 60m², mái bằng kiên cố, công trình phụ khép kín, tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng, Tổng công ty May Hưng Yên, công ty cổ phần hỗ trợ 20 triệu đồng. Công ty ô tô xe máy Hoàng Hiền hỗ trợ 10 triệu đồng, Ủy ban nhân dân xã Phú Cường hỗ trợ 20 triệu đồng và các ban ngành đoàn thể, bà con lối xóm cùng chung tay góp công xây dựng. Với nền tảng từ truyền thống gia đình khoa bảng ba đời tiến sĩ Đỗ Đại Khoa, ngày nay phong trào khuyến học khuyến tài tại dòng họ Trần, thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ luôn được phát triển toàn diện và mạnh mẽ. Dòng họ Trần thôn Nội Mai đến nay trải qua 15 đời, gồm 6 chi với tổng số gần 200 hộ, 800 nhân khẩu. Thành lập từ năm 2001 đến nay, quỹ khuyến học của dòng họ được huy động từ sự ủng hộ, đóng góp của con em trong dòng tộc với số tiền trên 260 triệu đồng. Cứ đến ngày 2 tháng 9 hàng năm, con cháu họ Trần ở khắp mọi nơi lại trở về nhà thờ họ để dâng hương, báo công với tổ tiên và nhận những phần thưởng ghi danh vào truyền thống hiếu học của dòng họ. Hiện bảng vàng thành tích của dòng họ Trần thôn Nội Mai có 6 tiến sĩ, 25 thạc sĩ, do em đỗ đại học đạt thành tích cao năm sau luôn cao hơn năm trước. Dòng họ vinh dự nhiều lần được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cấp vì có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng mô hình học tập cộng đồng tiêu biểu. Nhân kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày mùng 2 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9, Ban Quản lý Eco Park đã tổ chức chương trình văn nghệ và xây dựng phiên hội chợ tiêu dùng văn minh.
Hội chợ là nơi bày bán 100 gian hàng tiêu dùng hàng nông sản, các mặt hàng thủ công truyền thống được kiểm định nghiêm ngặt. Ban quản lý khu đô thị Eco Park ước tính mỗi ngày sẽ đón khoảng 2.000 du khách thông qua camera an ninh. Tại hội chợ có chương trình văn nghệ do Hội người cao tuổi Eco Park dàn dựng và biểu diễn với 14 tiết mục chủ đề ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, giàu đẹp. Chương trình văn nghệ còn có các tiết mục kịch ngắn với chủ đề bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, nét sống văn minh của người dân trong khu đô thị Eco Park. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể xem lại các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số, ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV và kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Mỹ đang siết chặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ với Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh giữa hai nước ngày càng căng thẳng. Và mới nhất, các nhà sản xuất chip sử dụng trí tuệ nhân tạo của Mỹ bị cấm xuất khẩu các sản phẩm này cho Trung Quốc. Mỹ đã yêu cầu nhà sản xuất chip Nvidia ngừng xuất khẩu hai loại chip trí tuệ nhân tạo là A100 và H100 sang Trung Quốc. Cùng với đó, AMD, công ty đối thủ của Nvidia, đã nhận được các yêu cầu giấy phép mới có khả năng giới hạn xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo MI-250 sang Trung Quốc. Các quan chức Mỹ thông báo quy định mới sẽ giải quyết rủi ro rằng các sản phẩm được bảo hộ có thể được sử dụng hoặc chuyển hướng sang sử dụng trong quân sự. Phía chính quyền Mỹ cũng lo ngại các chip này có thể có người dùng cuối cùng là quân đội Trung Quốc. Các nhà khoa học tại Ấn Độ thông báo đã phát triển vaccine đầu tiên của nước này ngừa ung thư cổ tử cung và sẽ sớm đưa ra thị trường trong thời gian tới. Theo đó, Viện Serum Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới và chính phủ Ấn Độ đã xác nhận thông tin vào ngày 1 tháng 9. Vaccine này sẽ được bán tại thị trường trong vài tháng tới, trước tiên là thị trường Ấn Độ và sau đó sẽ là thị trường thế giới, với mức giá tương đương từ 3 đến 5 đô la Mỹ. Công ty đặt mục tiêu sản xuất 200 triệu liều vaccine này trong 2 năm tới. Ung thư cổ tử cung là ung thư phổ biến thứ tư ở phụ nữ trên toàn cầu. Ước tính trong năm 2020 ghi nhận 604.000 ca mắc mới và 342.000 ca tử vong. Vừa qua, hàng nghìn vận động viên từ nhiều quốc gia trên thế giới đã hào hứng tham gia cuộc đua Ultra Trail Mont Blanc trên dãy Alpes hùng vĩ. Đây được xem là một trong những cuộc đua marathon khắc nghiệt nhất trên thế giới và có quy mô lớn nhất với khoảng 2.500 người tham gia mỗi năm. Cuộc đua được khởi xướng vào năm 2003 và có đường đua dựa trên những đường mòn tham quan của đỉnh Mont Blanc, nơi được mệnh danh là nóc nhà của châu Âu. Các thí sinh phải vượt qua quãng đường núi quanh co dài 170 km đi qua 3 nước là Pháp, Italia và Thụy Sĩ. Giành chiến thắng cao nhất tại cuộc đua năm nay là vận động viên người Tây Ban Nha Kilian Jornet. Với kỹ thuật và thể lực tốt, anh đã hoàn thành chặng đường trong 19 giờ 49,30 phút. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo, thiết bị tích hợp trên tàu thăm dò Perseverance của họ đã thực hiện thành công nhiệm vụ tạo ra oxy trên sao Hỏa trong một loạt các thí nghiệm. Theo NASA, thiết bị nhỏ có tên gọi là MOSI được triển khai từ tháng 4 năm 2021 và có thể sản xuất oxy trong 7 lần chạy thử nghiệm. Công cụ này hoàn thành nhiệm vụ trong nhiều điều kiện khí quyển khác nhau, bao gồm cả ngày lẫn đêm và qua các mùa khác nhau trên sao Hỏa. Mỗi lần thử nghiệm, MOSI hấp thụ CO2 từ khí quyển và tạo ra 6 gram oxy mỗi giờ, tương đương tốc độ của một cây nhỏ trên trái đất. Các nhà khoa học hy vọng, khi đạt công suất tối đa, MOSI có thể tạo ra đủ oxy để hỗ trợ con người khi tới sao Hỏa và cung cấp nhiên liệu cho tên lửa đưa con người trở lại trái đất. Thuyền điện của một công ty công nghệ tại Canada vừa qua đã lập kỷ lục thế giới, thuyền điện nhanh nhất thế giới với tốc độ lên tới 175 km/h. Trong buổi biểu diễn hồi tháng 8 này, mẫu thuyền điện 2 thân V32 của công ty Vision Marine Technologies đã lập kỷ lục thế giới mới với tốc độ 175 km/h, vượt qua kỷ lục cũ là 144 km/h. Kỷ lục 175 km/h mang tính đột phá, giúp công ty một lần nữa chứng minh rằng chuyển đổi sang điện năng với ngành hàng hải là điều nằm trong tầm tay, giúp tiến gần hơn đến mục tiêu loại bỏ lượng khí thải carbon khổng lồ mà hành tinh đang hứng chịu do việc sử dụng động cơ đốt trong. Ngày 1 tháng 9 vừa qua, hàng triệu học sinh trên khắp nước Nga đã khai giảng năm học mới sau kỳ nghỉ hè. Bộ Giáo dục và Khoa học Nga cho biết hơn 17,5 triệu học sinh tiểu học, trung học cơ sở và hơn 7 triệu trẻ mầm non đã bắt đầu năm học mới vào ngày 1 tháng 9.
Các học sinh đã bắt đầu năm học mới của mình bằng các hoạt động văn nghệ, biểu diễn chào mừng và trên tay là những lá cờ của nước Nga. Tổng thống Putin và Thủ tướng Nga ông Mishustin đã tham dự lễ khai giảng tại các địa điểm khác nhau, đồng thời gửi lời chúc mừng tới học sinh tiểu học, trung học và sinh viên đại học trên cả nước. Một quan chức giải sổ số Mega Millions của Mỹ cho biết, người chiến thắng giải đấu đắc 1,34 tỷ đô la Mỹ vào tháng 7 vừa qua vẫn chưa đến nhận giải. Chiếc vé trúng thưởng từ đợt rút thăm ngày 29 tháng 7 đã được bán tại một trạm xăng ở bang Illinois. Đây là giải độc đắc lớn nhất ở bang Illinois và là giải xổ số lớn thứ 3 của Mỹ. Theo luật ở Mỹ, người trúng giải có đến 1 năm để lấy tiền. Nếu không ai đến nhận vào cuối tháng 7 năm 2023, thì số tiền sẽ được đưa trở lại và cơ cấu vào giải thưởng của xổ số Mega Millions. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.